Chương thứ 6. Bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu. Con ơi, hãy nhìn ngắm thái độ đầy lòng yêu mến của người phụ nữ khi lau mặt cha và lòng can đảm của bà bất chấp đám đông đang nhìn bà một cách khinh miệt. Con cũng vậy. Con đừng vì lòng tự ái, sợ bị người ta khinh chê hay vì vị này mà thiếu can đảm, không dám lau sạch các thương tích của cha bằng những cử chỉ quảng đại. Con ơi, hãy nhìn xem đi, mặt cha đang chan hòa toàn những máu. Chúng con thờ lại thánh cha Đức Kitô. Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.